Chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong chuyên mục là dọn mới xe cúp 81 ngày hôm nay. Thì đầu tiên nha, dọn những dòng xe này thì cái mà khó khăn nhất của em ở đây vẫn là tem. Bởi vì thật sự là tem dinh giờ thì không nhiều. Giống như đại khái trên xe này á, tem mà tem sườn và tem cốp em sử dụng là tem lô. Nhưng mà tem thông số là tem dinh theo yêu cầu chủ xe. Rồi, thì bây giờ là mời camera quay sơ về phần bánh trước, giật ra sườn sau, đồ bắt đầu mình đi vô mình review chi tiết tổng thể xe này. Bởi vì thật sự khi mà dọn được cái xe này ở đây thì mình thấy cái xe rất là dễ thương, cho nên á quay kỹ bánh trước giùm anh nha Binh. Cho nên á quay kỹ bánh trước á, rồi quay giờ đạp rồi luôn em. Cho nên là mình muốn chia sẻ cái niềm đam mê này với các bạn. Đó, bạn thấy mà khi mà ráp đồ vô không, rất là đẹp ha. Rồi bắt đầu quay chạy nguyên cái bô đi em. Rồi thì em xin phép giới thiệu với các bạn luôn, ở đây cái bô các bạn đang thấy á là bô của Custom 90 đèn vuông. Và đây là pin em đi ra hết rồi đây à. Đây là một trong những cái bô kêu là có vẻ đẹp hiếm hoi á. Nè. Rồi. Bắt đầu đi từ đít nè. Cái bô 90 á là đít nhỏ cổ lớn. Còn bô mà 50 á thì cổ nhỏ đít lớn. Đó. Gucci HM. Thì cái giá thành mà một cái bô cũ. Đó, bây giờ bắt đầu vô đây review chi tiết nè. Thì em sẽ giới thiệu cho các bạn. Khi mà các bạn đã dọn dòng này thật sự là đúng nghĩa là vô giá đó nha các bạn. Bởi sao? Đồ cũ theo xe không có giá cố định. Đồ càng xấu càng rẻ. Đồ càng đẹp càng mắc. Em đang giới thiệu cho các bạn là một cái bô 90 đẹp, đúng không? Thì là giá cao. Và lát nữa em sẽ giới thiệu cho các bạn cái yên xấu, dĩ nhiên là giá thấp. Thì ở cái bô này á, rồi các bạn ngồi yên đó nha, âm thanh rất là hay, máy 90, bô 90, rớt giò là nổ, bô nó nổ hay lắm nha các bạn. Thì cái bô này người chủ xe người ta quyết định lựa chọn là một cái bô đẹp, cái đó quyết định đúng đắn đó nha các bạn. Bởi vì thực sự bô đẹp giờ kiếm khó lắm nha, nhất là phần cổ nè, quay phần cổ đi, không mục không xét không gì hết là đủ lượm tiền rồi đó. Rồi bô là em lựa chọn bô theo xe nè. Thì bây giờ các bạn hay coi trên mạng các bạn hỏi em à, Tây ơi giờ cái xe giống xe anh dọn bao nhiêu tiền, vậy tại sao các bạn không đặt câu hỏi ngược lại là bây giờ tôi có bao nhiêu tiền tôi định dọn cái xe giống vậy được không? Chứ bây giờ thực sự là giá tiền nào em làm cũng được á các bạn. Các bạn thấy em làm những xe cúp 20 mấy cũ làm được mà. Thì bây giờ tới xe này á, chủ xe điều kiện cao hơn, nhu cầu người ta cao hơn thì em dọn cao hơn theo nhu cầu chủ xe được, bình thường. Đó, rồi tem nè, ví dụ như tem nè. Tem này là gì? Là tem thông số của nắp nồi, là sử dụng đúng cái tem dinh luôn các bạn. Chủ xe hôm qua, chủ xe gọi em mới hôm qua thôi, chủ xe nói anh Tây nếu mà tem thông số anh mua có tem dinh á thì anh thay tem dinh cho em đi. Thì như khi mà anh nói vậy là em biết chắc chắn luôn là anh sẽ biết là cái tem này em sử dụng cho anh là tem lô. À, thì em xài tem lô, em cũng nói tem lô không có gì quá các bạn. Là tem cốp nè, tem Super Cup nè, mà các bạn thấy tem lô mà đẹp sắc sảo ha, quay chữ Super Cup bên. Đó. Còn trên xe này là đồ tuyển không nha. Nếu mà đúng mà lựa những cái đồ này mà để dọn mập một chiếc xe là hơi bị cộp á. Nè, em giới thiệu cho các bạn ổ khóa nón. Ổ khóa nón xe cúp là cực kỳ dễ bị xét, cái này cái xe nó không có xét chút nào á. Rồi màu nè các bạn, coi màu sắc nè, tem này là tem dinh luôn á các bạn. Đúng tem dinh luôn. Đó. Rồi. Bắt đầu nè. Vô nè em cho các bạn coi nè. Giật ra giờ cuối đi. Anh muốn review đuôi đèn hậu và hai xe nhanh. Ở xe này là xe cúp đèn tròn. Lần đầu tiên em thay mica mới là gì? 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái bài mica mới. Cho nên rất là đẹp. Và mica mới này là nó đúng giống y chang hết mica theo xe luôn nha các bạn. Đẹp lắm. Nó không cần phải đem đánh bóng gì lại hết. Và nó không có bị rạn, nó không có bị nứt gì hết. Đó. Từ đèn xi nhan tới đèn đuôi. Cực kỳ đẹp. Và quan trọng nhất nữa nè. Là ở đây là gì?
Cái này nè các bạn, nước xi á. Đó. Nước xi này là em không xi lại nha. Và em cũng không có phục hồi gì lại hết. Nhưng mà em có xử lý nó để nó sáng hơn và nó mới hơn. Còn những ốc này là đúng ốc Vinh luôn nha các bạn. Em xi 7 màu cho nó đẹp á. Còn ốc này nè, đúng Vinh nó là ốc đồng chùa á. Đó. Và các bạn coi sự tỉ mỉ của người thợ là nó thể hiện trên đây nè các bạn. Bạn thấy không, có cao su nè. Dây điện sườn đi gọn không? Gọn xuống đây vô hai xi nhan mất hút luôn. Mất hút luôn. Rồi camera giật về ăn sau nè. Bắt đầu kiểm tra điện đèn cho chủ xe nè. Xi nhan trái là sáng nè, xi nhan phải nè. Dạ. Rồi cái ba ga các bạn đang thấy ở đây là ba ga MD. Ba ga MD nó chia ra là hai lòng. Một dòng là ba ga nhỏ nè, dòng ba ga lớn. Bữa xe rim mà em dọn xe rim cúp á, là cái ba ga lớn á, là chủ xe sử dụng đúng để chở hàng luôn các bạn. Là người ta chở bún. Còn xe này có thể là chủ xe đang đi kiển, cho nên là các bạn thấy là một cặp phuộc này. Đó, và một cái ba ga MD. Ba ga MD này mình có fix lại cho ảnh chút xíu. Đó. Rồi. Về phần mà bánh trước á, xe này 50 nha. Thì khi mà cái xe 50 này bóp thắng á, các bạn bóp như nè. Là dụm đít cho các bạn nha. Nhóm về trước là do thiết kế của má đùm đó nè các bạn. Do cái giò gà á. Nhưng mà cái má đùm kia là bóp nó chúi đầu xuống nha, nó đầm hơn. Thì thằng này là bóp là nhóm lên nè. Đó các bạn coi. Rồi camera quay ở đây màu sơn. Xe này là đúng tới nỗi mà đúng từng con ốc nha các bạn. Chụp nè. Con ốc này là phải ốc đầu chùa, đầu chùa nha. Ốc ở trên này cũng là ốc đầu chùa nè. Đó. Còn tại sao mà xe này á lại là không phải là ốc Nhật hay ốc Thái mà xe này là Hoa Giang này? Bởi vì xe này là xe đời thấp. Cái xe đời thấp á là nó là ốc số 10 có vòng tròn, và cái vòng tròn này nó khác cái vòng tròn của xe ốc Super B nữa. Chứ không phải là nó vòng tròn ốc Super B nha. Cực kỳ khó chịu. Đó. Rồi. Quay cho các bạn tổng thể luôn. Ngồi từ tâm bánh đi lên nha Bin. Bạn thấy mũi dây trước rồi đầu dán lại về bắt đầu thấy lịch sự thanh mảnh rồi đúng không? Sự tỉ mỉ của người thợ nằm ở đây nè. Đẹp không Bin? Thấy nó ráp cái xe khéo không? Nó ráp mà nó tỉ mỉ từng cái sợi dây, từng cái cục cao su luôn á, chứ không phải giỡn đâu nha Bin. Đặt hết tâm huyết vô luôn á. Bên đây nè. Nên mà bữa dành đáp xe rim nó cay là vậy đó. Đó, tỉ mỉ lắm. Nè, tận cao su nè. Cái tay thắng là em mua tay thắng theo xe đẹp chảnh nè. Cao su là em mua cao su theo xe đẹp chảnh nè. Dây ga, dây đồ trao chuốt từng chi tiết trên xe. Còn cái này nè. Miếng nhựa này là miếng nhựa cũ theo xe luôn các bạn. Phục hồi lại. Mặt nạ này là mặt nạ cũ theo xe luôn. Phục hồi lại. Đó, mà các bạn thấy là chữ 50 vẫn còn đỏ nè. Màu đen vẫn còn nè. Và cái nước xi này nè, vẫn còn sáng, còn đồ, rõ ràng hết. Là phải gì? Đáp ứng đủ tiêu chuẩn để mà giữ lại một món đồ trên xe. Đó, và nhớ giùm em nha, xe đời thấp là ốc này. Ốc đầu chùa, 1, 2, 3, 3 ốc đầu chùa này. Các bạn nghe giá mua đồ cũ trên xe, các bạn hết hồn. Không có mấy chục ngàn đâu. Đừng có tính giá chục là không được. Rồi, em giới thiệu với bạn luôn. Logo bẩn. Thì ở đây là yếm bẩn này nè, là của anh cha anh đưa em. Giống như bình xăng con vậy, anh đưa em thì em gắn bình thường thôi các bạn, không gì hết. Đó, và em búng bóng một lại, đẹp không? Ôm rồi luôn nè. Rồi, bây giờ em sẽ vô phần chính. Cái chó đèn tròn này nè, nó chia ra hai loại. Một á, là chó đèn tròn không có ốc chỉnh đèn và không có tim đèn luôn. Không có ốc chỉnh đèn là sao? Các bạn thấy ốc chỉnh đèn không nè? Thì em kêu là không có ốc chỉnh đèn. Có đèn tim luôn thấy không các bạn? Đèn tim là cái đèn nhỏ đó, đèn nhỏ ở dưới đó, hoạt động bình thường nha. Và cái chóa đèn này các bạn đang thấy là chóa cũ của ảnh. Đó. Đầu đầu hai nè. Là giống như là dạng là đại khái là như là có cốt có pha luôn đó nha các bạn. Nè. Đây là đèn dầu, đó đó chế độ đèn dầu nè, đèn dầu xưa của ông bà mình nè. Rồi giờ bắt đầu đèn pha nè. Đó. Rồi. Ở trước này á là gì? Em thay 20k mới. Còn cái đế này nè các bạn. Mới ken không? Đọc không? Mà các bạn nghĩ em xử lý cái đế này làm sao? Quay trên này quay xuống thử Bình.
Và có một cái điểm đặc biệt của đèn tròn nó khác với đèn vuông đó nha, là nó không bị gãy hai cái xi nhan. Đèn vuông là dễ gãy hai xi nhan đu sau đúng không? Đèn tròn nó không gãy bởi vì nó bằng atimon. Bằng atimon là gì vậy các bạn? Là khi các bạn ví dụ như các bạn hay bao quẹt ở đây nè, thì cái lớp này là nó bằng atimon. Nó khó gãy lắm, nói chung là độ cứng nó có, nó không có gãy. Đó. Gấp là chủ xe đưa, cặt tê là như chủ xe đưa. Đó, và chủ xe yêu cầu em dán là dán tem thông số zin. Em có đè một lớp keo lên đây. Còn là cái này là gấp này là của ảnh là đúng góc là gấp MD nè các bạn. Em thiết kế được của ốc này mới hay nè. Đó, gấp này anh đưa em gấp MD. Em thiết kế ra ốc này em gắn luôn là đúng ốc zin là nó như vậy. Đó, và em chế thêm hai cái này. Hai cái này là cái gì? Là cái này là độ bật các chân sau đó các bạn. Đó. Là thay cặp các chân sau mới luôn. Người ta có nói một câu á là êm như xe cúp. Xe cúp nó êm hơn xe lim nữa nha. Nhưng mà các bạn nghe tiếng gì không? Tiếng các bạn nghe là chính xác. Tiếng các bạn nghe là chính xác mà tại sao thằng Tây kêu là êm như xe cúp? Thì nó là một nồi. Một nồi là nổ là nó giọng cái nồi trước. Nhưng mà chỉ cần leo lên nhất cái ga là cái nồi đó bắt đầu cái bú nó quăng ra nó dính vô trong đó, hiểu không? Cho nên là không bao giờ mà nó kêu hết. Cho nên là khi mà chạy nó rất là êm. Đó, còn nổ vậy là bắt buộc cái nồi nó phải giọng là y chang cái nồi 67 rồi vậy đó, là nó thiết kế y chang vậy. Đó, nhưng mà khi mà leo lên chạy là không bao giờ kêu nha, êm hơn điện thái mình luôn, không bao giờ kêu cái lòng mà không bao giờ kêu cái đầu. Là cái đó đặc trưng dòng xe cúp. Sơ mi đua nó quá dày. Thì ví dụ như thằng này là tiệm cận gần cái mấy 100 nhất đi, thằng này là mấy 90 nè. Nhưng mà bích tông nó nhiêu? 4 mấy à. Sơ mi nó dày chà bá vậy nè, sao mà nó đi cái lòng. Đó. Bởi vậy nó mới êm. Còn nè, xe này là đây là một cái xe không đề. Lần đầu tiên mình dọn luôn. Là xe này nó không có đề ở đây. Thì cái xe không đề cốt cần số này là nó khác cái xe có đề nha. Đây, cốt này là cần số này là nó khác cái xe có đề. Cần số này nó ngắn hơn. Đó, và xe ảnh đang đi cần số lô. Mình phải mua lại một cần số theo xe để mà thay vô cho ảnh. Đó. Còn nè, cái máy này em cũng thay lại cái máy zin cho ảnh nè. Cái chống nghiêng này đúng chống nghiêng zin luôn nha các bạn. Đẹp lắm. Em giữ cao su vô để mà em bọc cao su vô để mà em giữ lại các bạn, chứ không thôi nó chạy xước rồi nó uổng. Em có bỏ sơn tính điện lại hết. Đó. Thì trên xe này nè, em phải mua thêm món nữa tới đây. Em mua cái báo xăng. Báo xăng này nó sẽ hai loại, một cái là phao dài, một cái phao ngắn. Các bạn thấy không? Với cái ánh sáng vậy nè, các bạn thấy là đẹp và sắc sảo hơn. Yên nè. Camera trả về đi, quên review với yên này nữa. Rồi. Nhật đứng đây, pin đứng đây. Nhật bên đây, pin đây. Thì bây giờ cái yên này là cái yên đế nhựa. Các bạn thấy không? Mút zin theo xe nè. Thì em mua một cái yên theo xe đế bằng nhựa. Và tại sao mua đế nhựa? Đế nhựa nó rẻ các bạn. Đế sắt nó mắc. Đế sắt thì nó tầm 4-5 củ khoai. Đế nhựa nó có 1 củ mấy à. Mua về xử lý da yên lại, lợp mút, lợp đồ lại, ngồi lên êm lắm. Mà hít. Thì bây giờ muốn cho nó hít á, thay cao su mới thôi. Thì em thay hai cao su hít yên nè. Đó, mà hai cục cao su này đã cũng mấy xị rồi các bạn. Các bạn thấy không? Nhiều anh nói yên theo xe còn đẹp, cao su còn ngon, hít bạc bạc đồ. Mà thực sự là nứt hết à. Không có nhiều quảng cáo đâu. Rồi về là phải thay cao su. Rồi thôi chẳng hạn như em mua yên xấu luôn. Bô là em lựa bô đẹp đúng không? Yên là em lựa yên không rách da đồ là được. Để ăn chi? Để về nè. Nè các bạn thấy từ cái đế yên nè. Cái bằng nhựa là không bao giờ nó hư hết là một. Mình mua yên rẻ chút để dành tiền mua cao su cho người ta. Bề mặt da nè, đó, quay tổng thể cái yên. Bề mặt da đồ còn đẹp hết là lụm. Thì đó, sau này các bạn thấy em dọn là những cái xe cúp á, là em lựa chọn là đồ theo xe. Em ví dụ như là có nhiều người tao đành quá đi, người ta nói thằng này dọn đời này không đúng, đời kia không đúng, đúng sai gì nữa, xe cúp mà đi 3 gam mà đê mà đúng sai gì nữa. Đúng đồ thôi là được rồi. Chứ bây giờ dạng mấy anh quá có tiền thì anh chơi kiểu mà sưu tầm vô đúng từng chi tiết thì nó khác. Là các bạn coi vô xe cúp đỏ của em á, em có cái cúp đỏ đời tấm 3 tấm 4 á. Đó thì cái đó là nó khác. Còn bây giờ vô cái này vẫn đúng đồ zin hết. Nhưng mà người ta dọn theo cái đam mê của người ta. Anh thích đi một cái phục quay nai. Đó thì mình lên cho ảnh một cái phục quay nai. Rồi bây giờ là chưa biết là ổng làm cái gì nè. Nhưng mà ổng gắn 3 gam mà đơn này mà thực sự là ổng làm nhà nước, chứ không phải là
chở heo chở cáo đâu, nhưng mà có thể là người ta thích cái form này, và cái này tối vẫn chở người yêu được nha. Được thôi ơi, mua một chút thôi em, nhưng mà nói với em là được. Cậu này biết móc gì không? Người mà chưa trải sự đời nhưng mà hiểu biết móc gì không? Mua một bạn gì xin móc vô đây. Nó suy nghĩ cả bên. Trời ơi, tao nói thiệt mà, quên tắt cái chứ, nổ nãy giờ nổ hoài mà nổ không tắt. Rồi bá Tân Sơn đồ là dinh hết nha các bạn, tén luôn nè, tén xe này đẹp lắm. Em vô á, ốc xe này không có con gì mà ốc dinh á, xe này ốc là em vô hết. Em lựa ốc theo xe, em lựa từng con một rồi vậy á. Đẹp cực kỳ ha. Nè, ốc này cũng vậy nè. Đúng của nó, ốc này nó bằng inox á các bạn đang thấy cái màu đó, nó bằng inox á, trong hai màu kẽm đâu nha. Đó. Thật sự là trên xe này mà để mà dọn được mà nó chỉnh chu và nó êm ái gì rất là khó, cả một cái quá trình á. Rồi giờ phê thêm cái này nữa, bắt đầu kết thúc nè, cầm con tắt phục hồi lại á, chứ thực sự đúng của nó không có mới tới cỡ này đâu. Thì nói chung là dọn những cái dòng xe cúp mà 50, 70, 90 này, đèn tròn đèn vuông á, đa số là sẽ sử dụng tài nghệ nhiều hơn. Và cũng như nãy mình mới nói, nếu mà có gì sai sót, mong là anh chị bà con góp ý chung với em để ngày em càng tiến bộ hơn, đi lên để mà phát triển, chứ không phải là em lên đây em review là để em hơn thu đó. Bao tay này nè, em dựa trên sự hiểu biết ít ỏi của em nói với các bạn, bao tay đèn tròn nó ngắn hơn bao tay đèn vuông đó. Cái bao tay đèn vuông là nó dài nha các bạn, custom là nó dài, 81 này là nó ngắn, nó ngủn vậy nè đó. Và tổng thể là cái xe nhìn liền lạc đúng không, quá đẹp luôn. Trên cái xe này để em tính cho các bạn coi gì mắc tiền nha. Một là bô mắc, hai là cục máy mắc, tại vì máy từ 50 lên 70 là nó mắc. Dàn đèn thì thật sự không nhiêu đâu các bạn, mua Mica, xe này mua Mica không à, chứ không mua hết dàn đèn, mua 6 cái chụp, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái chụp, 5 cái chụp rồi hết rồi. Còn thật sự là mỗi thứ nó mấy trăm triệu mấy đồ à, niền đồ em mua hay lắm, em lựa vậy nè. Ví dụ như hồi xưa các bạn biết là niền DD đúng không, thì ở xe này cũng vậy, em lựa chọn là niền DD. Các bạn có quyền lựa chọn niền DD hoặc niền Union mà. Ví dụ xe này em lựa chọn niền DD nè, thì lựa size 1.2.2 thôi. Đây nè, niền DD nó là mắc in da băng nha các bạn. Còn các bạn mà muốn rẻ nữa, các bạn mua niền CM Gucci á, của Rim Thái á, size 1.2.4 nó cũng rẻ luôn. Còn đây là mình dọn đúng đời thì mình mua là niền DD, nó là của Nhật. Rồi nó thêm nữa là niền Union. Rồi tiếp nữa là cái gì này, tên khó nhớ quá, tên Nhật nó khó nhớ, em khó diễn tả được. Thì em mua cái bản là 1.2.2 thì giật rẻ tiền xuống. Còn nếu các bạn mua mà niền của 70-90 rồi là nó là 1.2.4 thì mắc tiền hơn. Đó, vậy là xong 100% hơn. Dạ, cảm ơn anh. Đó rồi, tổng thể xong. Cái ổ khóa xe này em lựa là 4-3 chì này là đẹp hết đó nha các bạn. Nè, được cái móc này là móc đúng của bên Nhật luôn á, mua đồ miên mà đẹp hơn. Rồi dạ không, con sơn lại á. Dạ dạ rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Thank you.